Chào các bạn, hôm nay tiếp tục ở trong video thủ thuật AutoCAD thì mình sẽ dẫn các bạn một cái mẹo mới, đó là làm sao để chúng ta có thể làm mờ được những cái nét vẽ không cần thiết khi in và làm nổi những cái nét mà những cái nét chính ở trong cái bản vẽ của chúng ta, làm cho nó nổi bật lên đấy ạ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhiều bạn. Thì đầu tiên ví dụ mình sẽ lấy một cái bản vẽ, đó là ở trong bản vẽ bản vẽ này thì mình sẽ lấy tạm thời một cái mặt cắt phòng ngủ nhá. Đấy, thì mình sẽ in thử cái bản vẽ này ra xem nó sẽ như thế nào. Ở đây mình sẽ lựa chọn là DBF này, phủ giấy là A3 này. Ở đây mình sẽ chọn là phủ A3 đi, ISO A3 nằm ngang. Phủ này mình thiết lập một chút. Nó căn là cái không này. Ok. Ở đây mình thử chọn cái vùng in thử xem. Bim. Ok, thì đây là cái bản vẽ của chúng ta, thì bạn thấy là các nét nó đang hiện tại nó như này, nó khá là đều đều nhau. Bây giờ có trường hợp mà bạn nào muốn ví dụ cái nét bo tường này, cái nét cắt này nó phải thật sự đậm lên được chưa? Còn các cái phần nét thấy và nét cửa, nét hách kia thì nó sẽ bị mờ hơn, được chưa? Chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy. Hoặc là bất kỳ một cái nét nào mà các bạn mong muốn có trong cái bản vẽ này nhá. Ở đây mình sẽ làm minh họa là cái nét màu đỏ, cái nét cắt kia. Nó sẽ là cái nét bị mờ. Ok, đây. Sorry các bạn, cái nét màu đỏ đây chính là cái nét mà nó sẽ phải thực sự là nổi bật lên. Thì ngoài cách mà các bạn gán, ví dụ như cái nét này là nét tường, nở tường này, thì các bạn trong này bạn sẽ đặt cái nét. Cách 1 là các bạn sẽ tìm đến cái nét nở tường, layer ở trong cái bảng LA này, được chưa? Đây, nở tường. Các bạn đây đặt được 0.4 rồi đúng không ạ? Tuy nhiên bạn đây đặt nó khá là to rồi, so với các nét khác thì nét này cũng khá là lớn rồi, nhưng mà nó lại vẫn chưa thực sự nổi bật. Thế vậy thì có một cách nào khác nữa hay không? Thì mình sẽ giới thiệu cách số 2 mà rất nhiều bạn cũng đã từng sử dụng và hiệu quả nó thì mang đến cho ta cũng rất là bất ngờ. Thì bây giờ mình không vòng vo nữa, bây giờ các bạn hãy mở bảng Ctrl+P ra. Ctrl+P ra thì những phần thiết lập ở đây thì bạn sẽ đến tìm cho mình cái phần monochrome này. Nếu như bạn nào mà lựa chọn cái kiểu in này in đen trắng thì ta chọn kiểu này. Hoặc là in màu thì là Ctrl+C+P được chưa? Ở đây mình ghi bản vẽ này ra đen trắng, mình chọn monochrome.ctb. Đấy, thì bên cạnh nó có một cái ô hiệu chỉnh à, điểm mấu chốt chính là cái ô hiệu chỉnh ở trong này. Đấy. Thì tập các bạn vào đây các bạn sẽ thấy là các phần giải màu nó giống như cái bảng layer của chúng ta, nó có màu từ mã màu số 1 đến mã màu 255. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, thì đối tượng chúng ta nếu như được quản lý theo màu sắc thì chúng ta sẽ có một lợi thế, đó là chúng ta sẽ chỉnh được ở trong này. Đây, cái bảng mã màu ta từ 1255, đúng không ạ? Thì tạm thời chúng ta tắt cái bảng này đi đã. Chúng ta xem cái nét nào của chúng ta là cái nét nở tường này đang là mã màu là bao nhiêu. Các bạn gõ là ra. Đấy. Các bạn thấy tường của chúng ta đang màu bao nhiêu đẹp. Mã màu là 26. Ok. Màu 26 đúng không ạ? Và chắc chắn rằng một điều rằng khi mà chúng ta quản lý nét thì không thể nào màu nào cũng trùng cái mã màu của nhau được. Ví dụ như không thể là các bạn để hách hoặc là cột nó trùng với cái mã màu của nét cắt được. Tại đây mình sẽ tắt cái này đi. Tắt bảng layer đi. Đó. Thì tại đây bây giờ mình muốn làm nổi tất cả cái nét này đúng không ạ? Nổi cái nét cắt này lên, còn tất cả những nét khác bị chìm đi thì chúng ta sẽ mở bảng cái Ctrl+P ra. Quay trở lại cái bảng này. Các bạn sẽ giữ, các bạn thấy cái bảng này đúng không ạ? Đấy, vào cái tab thứ 3 này. Form view. Thì chúng ta sẽ thấy cái cột màu sắc ở đây. Thì tại đây các bạn sẽ kích vào cái ô màu đầu tiên, giữ shift và kéo xuống dưới cùng kích vào màu cuối cùng. Thì chúng ta sẽ chọn được tất cả cái hệ màu, tất cả những cái ô màu ở đây. Mình làm lại nhé. Chọn vào cái ô màu đầu tiên, giữ shift này, kéo xuống, tích chuột vào cái cuối cùng thì nó sẽ nhận hết tất cả cho chúng ta. Ok, rất hay đúng không ạ? Thì tại đây có một cái ô là screening. Thì bạn sẽ làm mờ nó là chính ở đây. Nếu bạn để 100% tức là tất cả những cái đối tượng chúng ta sẽ được hiển thị rõ 100%. Nếu còn nếu bạn để nhỏ hơn thì nó sẽ bị mờ đi, nhạt đi. Ở đây chính là điều mấu chốt này. Ở đây các bạn sẽ đặt ví dụ các cái nét kia mình sẽ để tất cả từ 1 cho đến 255, nó là tầm khoảng 70 thôi. Đấy, ok chưa? Rồi bây giờ sau khi các bạn để được 70 rồi thì các bạn sẽ tìm đến cái màu còn lại là màu 26. Màu 26. Đây chính là màu 26, một cái màu mà, cái màu mà chúng ta muốn làm nổi bật nó lên. Thì các bạn chọn riêng màu 26 và bạn hiệu chỉnh riêng nó thành 100, tức là giữ nguyên là cái độ hiển thị nó đậm nhất là 100%, 100 luôn. Thì tại đây các bạn sẽ để 100 này, sau đó bạn save lại.
Thì bây giờ các bạn sẽ chọn lại vùng in, chọn lại vào đây review xem thử. Đấy, các bạn thấy cái nét chúng ta nó đã đậm lên chưa? Đấy, hoàn toàn cái nét này chúng ta nó đã được hiển thị đậm lên. Hoặc là nếu các bạn muốn cộng thêm nét hack vào nữa, đúng không ạ? Cả hack nó cũng phải đậm lên, còn tất cả những nét khác nó bị mờ đi. Chúng ta sẽ làm thế nào? Nét hack là gì ạ? Nét hack là mã màu là bao nhiêu? Layer này layer nào đã? Layer hack. Và giờ chúng ta gọi bảng LA ra xem layer hack đó là mã màu bao nhiêu. Ở đây có hai mã này, không biết là bạn kia đang dùng cái nào đây. HATCH được chưa? LA. Đấy chính là cái HATCH, chính là màu 252. Tiếp đến ví dụ một cái màu nó là màu màu vàng này đi, mình muốn cái màu vàng này. Màu vàng này là layer nào? Cửa đi được ạ. Layer cửa đi thì sẽ là layer 52. Có vậy là chúng ta sẽ điều chỉnh thêm hai màu nữa là màu 252 và màu 52. Thì tại đây mình đã biết được hai màu này rồi, các bạn mở bảng Ctrl P mở bảng này ra. Tìm đến màu 52. Đó, đặt lên là 100%. Tức là những cái màu nào nguyên tắc rất là đơn giản, màu nào bạn muốn hiển thị đậm nhất thì bạn để full 100. Còn màu nào mà các bạn muốn làm nhạt đi thì bạn sẽ chọn tất cả và làm cho nó tầm ở 60-70% thôi. Ở đây là màu 252. Ok, là 100. Save lại và bây giờ các bạn preview. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Có thể tất cả những cái nét này nó đã đậm lên đúng không ạ? Nét tường nó rất là đậm. Còn như nét hack, những cái nét dim này thì nó sẽ bị mờ đi. Ok. Như nét text này nếu bạn để một layer khác thì nó cũng bị mờ đi nhé. Đấy thì đấy là một cái thủ thuật mà mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Nếu bạn nào mà muốn làm được kết quả tương tự thì có thể làm theo những cái bước xem trong video này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye.